lúc đó là cái thực tập của siêu âm là rất là gần gũi với cuộc sống đời thường của những con người có công việc bận rộn. Như em trước đây là em làm việc ở Hồ Chí Minh thì cái áp lực công việc nó khá là lớn, nên là những cái thực tập là mình thiền đi, thiền thở, thiền ngồi, thiền làm việc. Những cái bài học của cuộc sống giúp cho tụi em vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống bình thường, quá rất là nhẹ nhàng và dễ thương. Em nhìn từng ngọn cỏ, em nhìn từng bông hoa, em nhìn từng cành cây, em luôn thấy thầy ở đó. Thầy không mất đi mà thầy luôn ở đó, chỉ là với một cái địa lệnh khác mà chẳng ai khác thôi. Thank you.